Hello mọi người, hôm qua Đức Minh và Trần Lâm lại nói chung là hai đồng chí ấy có một trận bán kết lượt về, phải nói là rất là mãn nhãn những người theo dõi. Tuy rằng số lượng khán giả không là bao, chắc đâu đấy khoảng 4-5 người thôi. Tuy vậy thì Đức Minh cần có một trận thắng để mà tiếp tục cái cuộc chiến, tìm cách mà vào được vòng chung kết, đúng không? Tuy vậy thì Trần Lâm, đồng chí Lâm này nghĩ rằng là chỉ cần một trận hòa thôi là đủ. Đây chính là một cái bẫy tâm lý mọi người phải để ý, thật là nguy hiểm nha. Rất rất nhiều người đã bị rơi vào cái tình cảnh này rồi. Đó là mình sẽ chỉ cần một ván hòa mà thôi. Thế thì chúng ta sẽ thường có những cái tâm lý nó không được như bình thường. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta cần đánh những cái gì đó nó không quá ghê gớm, chúng ta không cần phải tấn công này, chúng ta sẽ chủ động đổi về những cái cờ nó cảm giác là nó cân bằng, nó hòa hơn. Và chúng ta chỉ chăm chăm vào cái kết quả là chúng ta chỉ cần muốn hòa, và kết quả nó thực sự là không như ý mong muốn của Lâm rồi. Tuy vậy thì phải đánh giá, phải đề cao cái sự nỗ lực suốt cả một ván của bạn Đức Minh. Một ván cờ mà có thể nếu mà tính về nước đi chính thức là 140 nước đó, nhưng mà thực tế ra thì chỉ khoảng 108 nước là cơ bản là thắng rồi, còn cái đoạn sau chỉ là chiếu hết bằng xe. Mình nó giống như nó muốn lập kỷ lục ván cờ dài nhất nên nó mới đi lê thê vậy thôi. Rồi thì chúng ta đi vào ván cờ. Không có gì lạ khi mà Đức Minh vẫn xài cùng một kiểu, đúng không? Ở đây có một cái nước đi, đó là Lâm chọn tượng F5. Thường thì Lâm, chúng ta có thể nhớ rằng là ván trước ở trận mà vòng cuối của vòng bảng thì Ngọc đã từng gặp Đức Minh và Ngọc chơi cái biến tượng G4, và chúng ta ở đó chúng ta đã phân tích khá kỹ về cái chuyện là con tượng nằm ở đây nó khá lỏng lẻo hơn là việc nó nằm ở F5. Thế nên có vẻ đó lý do tại sao mà Lâm chọn tượng F5. Rồi thì tượng G2 H6 rất giống Ngọc luôn, nhập thành E6. Thì mọi người để ý thấy không? Mọi người có thể xem lại cái clip mà Ngọc đánh với Minh thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ khác mỗi là Ngọc để con tượng nằm ở G4, còn Lâm để tượng nằm F5. Tuy vậy thì con tượng nằm F5 nó được con tốt bảo vệ, nó khá chắc chắn hơn rất nhiều so với tượng nằm ở G4. Và nếu tượng nằm G4 thì mình tin rằng là Đức Minh đã nghiên cứu khá kỹ và kiểu gì thì cũng sẽ ra cái biến mà lên C4 rồi sau đó sử dụng cái hậu mà me me cái đòn mà là qua con tượng đó. Đó, mọi người có thể xem lại cái clip đó. Tuy vậy ở đây thì không có chuyện gì xảy ra đối với con tượng nằm F5 cả. Mình đã đi được nước C4. Tức là nước C4 lần này mình có tiến bộ hơn là mình không lên cái con mã này trước. Nó khá là tù túng. Nó làm cho bên trắng mất cơ hội lựa chọn thêm những cái ô đẹp, có thể nha, có thể là lên mã C3 được. Rồi thì C6 thì ở đây tất nhiên lần này mã C3 là một trong những cái phương án mà rất rất nhiều đại kiện tướng đã sử dụng ở đây. Chúng ta sẽ không đi sâu quá về cái việc phân tích ở đây nhiều, tại vì thực ra ván cờ này nó quá dài và mình hy vọng là mọi người có thể xem đến tận cùng, bởi vì nó có rất nhiều bài học hay ở cái đoạn sau nữa cơ. Từ đầu cho đến cuối mình nghĩ đây là một cái ván cờ gọi là, nếu mà xét về thang điểm chất lượng thì mình nghĩ rằng là cái ván cờ này nó sẽ thuộc dạng gọi là top đầu để mà mọi người nên học hỏi. Tuy vậy thì Đức Minh chọn mã D2 đó, cũng không có chuyện gì quá to tát, bởi vì Đức Minh đã chọn hướng là lên tốt B3, khá là hợp lý khi con mã nằm ở D2. Bởi vì nếu con mã nằm ở D2 mà chúng ta chọn cái phương án ăn vào để rồi đánh trên cột thì rõ ràng con mã nằm D2 nó không có tác dụng gì. Điều này mình cũng đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Bên kia nhập thành và mình lên tượng B2. Đây là một cái thế cờ mà đã rất nhiều cao thủ đã từng đánh qua, và là một trong những cái dạng mà bên đen có sự chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Và bên trắng thì sẽ giống như là phải mài đá, mài sắt vậy đó, để có thể tìm kiếm được một cái chiến thắng cực kỳ. Hầu như ván cờ nào nó cũng dài dằng dặc ở những cái trận chiến thế trận như thế này đó. Và cũng mình nghĩ rằng đây cũng là một cái vũ khí mà những người mà muốn có một cái chiến thắng á,
đó, thì người ta vẫn chọn một cái cách đó là người ta sẽ không chọn cái kiểu là tấn công ảo ảo dồn dập, bởi vì thường á chưa chắc mình đã có cơ hội đó, bởi vì bên đen luôn luôn có sự lựa chọn sẽ đưa về những cái dạng nó thế trận hơn một xíu, thì cái dạng thế trận này nó vẫn cho bên trắng một cái lối đánh, một cái hướng đánh, nó vẫn có thể ép được. Ở đây mã lên e5 là cái lựa chọn mà nhiều người mạnh đã từng từng sử dụng để mở đường cho tượng là một, sau này có khả năng để lên e4 là hai, và thứ ba nữa là chặn đầu luôn vào cái ô e5 để cho bên đen không có cửa nào mà có thể đột phá lên cái trung tâm này nữa. Tuy vậy thì nước e3 vẫn có một số người đánh đó, và lâm lên a5. Nước a5 này thực ra thì cũng không hẳn là một nước tấn công, nhưng mà nếu mà bên trắng không có chú ý thì bên đen sẽ vẫn lao lên a4. Đây là một cái dạng rất khó chịu. Mình nghĩ là Lâm cũng có sự đầu tư trong cái biến này rồi, nên là đánh có vẻ cũng tự tin phết. Và Lâm lên mã e4, bắt đầu cho một hành trình đổi quân đó. Nhìn sơ qua cái thế cờ này thì chúng ta thấy rằng là thực sự bên trắng sẽ khá là khó để có một cái hướng đánh trực tiếp ngay lập tức. Chúng ta sẽ bảo rằng ủa vậy rồi bên trắng sẽ làm gì, nhưng thực tế ra thì bên trắng sẽ không cần những cái điều đấy. Bên trắng cần là sự gọi là cái sự tử tốn, sự rình mò. Chúng ta sẽ ngồi lại, chúng ta sẽ sắp xếp quân sao cho nó đẹp, và thường là chúng ta sẽ đợi đối thủ lao lên. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là xe của bên đen ra đây thì có vẻ như là bên đen muốn đột phá lên E5. Tuy vậy bên trắng không có hành động gì cản phá mà chỉ đi xe E1 thôi. Đây là một cái nước đi khá hay, thể hiện ở chỗ là nếu bên đen mà muốn bung lên thì coi chừng sẽ bị tạo thành con tốt yếu ở D5. Đó, phải cẩn thận. Ví dụ như là lên đây có thể ăn đấy, con tốt D5 sau khi đổi. Chúng ta sẽ thấy là con tốt này nó đã trở thành con tốt yếu rồi, và đó là cơ sở để cho bên trắng cứ thế mà dồn dập dồn ép ngày này qua tháng nọ, nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái hy vọng để mà ăn được con tốt đó để chiến thắng. Thì Lâm cũng rất là ma lanh ở đây đấy, anh ấy không thèm dấn lên luôn, cho dù xe ra E8 là để đe dọa điều đó, nhưng mà không thèm dấn hậu lên. Nhìn thì có vẻ như là đang muốn gây thêm áp lực lên trên ô E5, thì không phải. Điều này thì chắc không quá dễ để cho mọi người nhận ra được là sắp ăn tốt A3. Và cái sai lầm nói chung là gọi là sự không chính xác đầu tiên là đến từ Đức Minh. Minh đã đẩy con tốt A4 lên, chúng ta thấy rằng là cái ô B4 nó cực kỳ yếu rồi. Đó. Thì thay vì Lâm thì lao tượng xuống A3 luôn. Nhưng nếu chúng ta để con tượng vào ô B4 thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đang gây áp lực. Đó, trên cái đường kéo này là một. Thứ hai nữa là có con tượng này này, nó có đáng cái gì đâu mà chúng ta phải đổi, đúng không? Con tượng này đâu phải là con tượng xuất thần xuất sắc cái gì đâu. Trừ khi nào mà Lâm nghĩ rằng là Lâm muốn lên trên E5 á, nó thì có thể là Lâm có ý tưởng là Lâm phải đổ tượng này đi chẳng hạn vậy, vì nó đúng là nó đang bảo vệ cái ô E5. Tuy vậy là mình nghĩ rằng là thực ra Lâm không hề có cái ý tưởng để tấn công, Lâm chỉ muốn hòa, Lâm có muốn một trận hòa thôi để tiến tiếp vào vòng trong cho nó nhẹ nhàng. Nên bạn Lâm bắt đầu hàng loạt các nước đổi, nhưng mà càng đổi thì phải cẩn thận, những cái quân mà còn lại á nó vẫn luôn luôn có thể gây ra sự bất ngờ. Rồi chỗ này xe ra đuổi, thay chỗ này bắt đầu Lâm nói chung là có cái sự không 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 gọi là không muốn lấy lợi thế, thành ra là đánh khá là bị động, thụ động, tự nhiên bay thẳng hậu về. Chỗ này chỉ cần bay hậu B4 thôi thì nó vẫn nằm cao đẹp và có ai dí được nó đâu, đúng không? Nó vẫn có nhiều cơ hội hơn rất nhiều. Rồi thì hậu bay về, rồi xe đi qua C1. Mình thì vẫn gọi là thực ra thế cờ này bên trắng để nói rằng là có một chiến thắng thì sẽ không ai tin được, bởi vì bên đen hầu như chưa có điểm yếu, thực sự là bên đen chưa có điểm yếu, và bên trắng thì không có hướng để tấn công rõ ràng, đúng không? Chỗ này nếu mà gọi là láo cá hơn, có kinh nghiệm hơn thì Lâm đã bay ngược con hậu trở lại A3 rồi. Đây là một cái kinh nghiệm để cho các bạn đánh trong những cái trường hợp như vậy. Nếu chúng ta muốn ép đối thủ vào một thế hòa, chúng ta cần phải cho đối thủ cái sự lựa chọn khó chịu. Bây giờ chúng ta bay lại, chúng ta bảo là ngon thì bay trở lại đi, đúng không? Bay trở lại chúng ta bay về, vậy thì rõ ràng đối thủ sẽ không thể nào lặp lại thế cờ được, bởi vì lặp lại sẽ hòa.
và lúc đó bắt buộc người ta sẽ phải nghĩ ra một cái phương án khác, có thể là cái phương án dở hơn. Tuy vậy thì Lâm không làm điều đó, Lâm chuyển mã về ngay và với ý đồ là sẽ chuyển con mã lên một cái vùng đất hứa, nhìn thì có vẻ đẹp mắt hơn nhưng mà cái con đường lên đó nó sẽ khá là gian truân. Bắt đầu mình quyết định phải ăn nó và ăn và ăn. Đây là thực sự là những quyết định khá khó khăn đối với mình, bởi vì càng đổi chúng ta sẽ càng cảm nhận được cái sức ép buộc phải thắng trong cái thế cờ đơn giản nó nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà tuy vậy mình nghĩ rằng là đây là một cái bài học về tâm lý. Trong lúc ván đấu chúng ta không nên nghĩ tới chuyện là cờ mà cứ đổi vậy thì hòa thì sao, thua thì sao hay vậy. Thay vì vậy chúng ta nên dành cái thời gian sức lực đó để cho trí não mình có thể tính toán những cái ý tưởng cho bàn cờ. Đó thì bạn Minh đã bay xe lên C5. Lâm thì cũng đã đoán được cái con xe lên C5 ở đây. Ở đây mình có thể tưởng tượng là như thế này nè. Minh phát hiện ra Lâm muốn lên mã A6 để chuyển lên ô B4 đẹp. Nên Minh mới lên xe C5 để đón đầu trước, nếu mã lên là che con xe sẽ mất con tốt A5. Đó. Thì Lâm cũng nghĩ rằng là ok anh Minh lên đấy để không cho mình lên mã nên mình rút hậu về D8. Tuy vậy Lâm nói chung là đoạn này nếu mà cố gắng hơn thì Lâm có thể nghĩ tới việc là mã A6 luôn. Đôi khi chúng ta hoặc là phải luôn luôn, không phải đôi khi nữa, chúng ta phải luôn luôn hỏi rằng là cái điều mà đối phương muốn đó, nó có đúng hay không. Biết đâu nếu người ta làm được điều đó nhưng người ta lại trở thành điểm yếu thì sao. Ví dụ như chúng ta sẽ tự hỏi nếu xe ăn vào đây thật thì có điều gì xảy ra. Đó là tượng ăn vào mã trước nha, sau đó tượng ăn lên hậu chạy vào đây mất xe. Đó, một cái bẫy khá hay. Và mọi người đã hiểu tại sao mà phải lấy tượng ăn mã chưa? Tượng ăn mã là bởi vì như thế này. Nếu chúng ta bay hậu lên liền thì có thể bị cái nước hậu lên đổi. Không? Vì có con mã giữ con hậu rồi. Rồi, thì chỗ này đáng là Lâm quyết tâm đi lên mã A6. Chắc chắn là Lâm sẽ có những cái lợi thế hơn rất nhiều khi con mã chạm tới được ô B4. Rồi, Lâm quyết tâm là sẽ xuống hậu đây để bảo vệ con này. Tí nữa mình chui lên thì Minh càng quyết tâm không cho Lâm làm được điều đó. Hậu D2. Đó, hai con chĩa thẳng qua đây. Và Lâm tin rằng anh Minh đang cản mình là điều đúng đắn. Nhưng mà lên mã A6 là xong rồi. Bởi vì bây giờ nếu mà xe ăn nha thì có thể bị cái nước B6 cũng được. Đó, xe cũng bị kẹp luôn. Đó, thấy không? Đó, và Lâm quay mã về. Đuổi xe, con xe chạy về. Thì nãy giờ con mã không lên được thì thôi, bây giờ bay con hậu lên trước đã. Đó. Chỗ này bay hậu lên để tấn công con tốt B2 nên buộc hậu phải đi qua giữ. Thì chỗ này bên đen hoàn toàn có thể nghĩ tới việc đột phá lên C5. Đó. Tuy vậy thì Lâm không hề muốn mạo hiểm. Lâm muốn để cái cấu trúc tốt nó không gọi là cố định đấy. Cấu trúc tốt này nó nên cố định lại thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho Lâm, nó không có nhiều biến động. Ví dụ như nếu Lâm đẩy lên thì Lâm sợ cái điều rằng là ăn vào C5 mã ăn lên, đúng không, hậu lên tấn công con mã này trước đã này, buộc đối thủ phải ra bảo vệ mã, xong rồi chúng ta lui con tượng lui con mã về đây, giả sử đổi đi. Thế cờ này chúng ta không thể nào nói bên trắng có lợi thế được, vì con tốt B3 nó cũng yếu giống như con tốt D5 vậy thôi. Tuy vậy thì mình nghĩ rằng là Lâm không muốn mạo hiểm bởi vì không muốn để cho con tốt của mình bị yếu. Cho dù đối thủ cũng có con tốt yếu đó nhưng mà chắc là Lâm vẫn sợ cái điều đó. Rồi thì Lâm quyết định là sẽ thực hiện cho bằng được cái kế hoạch lúc nãy đã nói, đó là mã về B8. Vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ du học lên đây. Rồi thì mã lên E5 lại là một quyết định khá thú vị nữa đến từ bên trắng, là bởi vì cờ này chúng ta đang cần thắng. Nên đôi lúc chúng ta nghĩ rằng là càng phải giữ quân thì mới càng có cơ hội thắng, còn càng đổi quân thì dễ hòa. Cũng có logic ở trong đó, nhưng mà chúng ta đã thấy cái ván cờ mà trong cái clip mà mình nói về Capablanca khi làm gì khi thất thế đó, mọi người nhớ không? Khi lỗ cờ thì ông nó tự nhiên đổi rất là nhiều quân. Nhưng thực ra cái việc đổi quân đó là cần thiết, bởi vì những cái quân đó nó đang làm những cái nhiệm vụ quan trọng. Thì ở đây cũng vậy thôi, con mã buộc phải đi lên E5 thôi để kịp thời có thể đi về, tí nữa có thể đi về D3.
để bảo vệ cái ô B4 này. Đó. Và Lâm cũng có một cái quyết định cũng thú vị không kém, đó là thay vì là đổi luôn thì Lâm đi thẳng về tường H7 luôn. Đó. Rồi thì mình đi qua D1 để bảo vệ ô D3, tí nữa còn chạy con mã về. Và F6 thì nhảy mã về, mã kia nhảy lên A6 và hai bên quyết định trao đổi nốt. Và Lâm la con tượng lên luôn. Bây giờ thì Lâm la thẳng tượng lên luôn để đổi. Và mình cũng không còn cách nào khác, mình không thể nào mà né được cái nước đổi này nha. Đó, nên vua ăn lên. Và chúng ta đã được một cái thế cờ rất là cân bằng luôn, cực kỳ cân bằng đó. Bởi vì thế cờ này mọi người có thể để ý, nó giống như cái cấu trúc tốt mà mình đã từng nói khác bác đó, mọi người thể để ý thấy không, nó rất giống. Và với cấu trúc tốt này thì bên trắng thường có hai hướng đúng không, một là hướng tấn công lên B5 tạo tốt yếu ở C6 và hai là F3 E4. Tuy vậy thì cái hướng nào cũng có vẻ chưa ổn được ở đây đúng không. Đó. Rồi, thì ván cờ tiếp tục là Lâm lên C7, C qua B1. Cái đoạn này chúng ta phải để ý là đồng chí Lâm liên tục gửi gọi là đề nghị hòa cho anh Minh. Theo luật nha, mọi người phải để ý rằng nếu đi thi đấu thực tế thì chúng ta sẽ chỉ được quyền gửi 2 lần thôi, chúng ta không được giống như spam đối thủ nhiều vậy đâu. Nếu đi thi đấu thực tế, mỗi lần mà đề nghị hòa chúng ta đều được quyền gọi trọng tài tới, trọng tài sẽ ghi chú vào trong biên bản rằng là đề nghị hòa ở nước bao nhiêu và lần thứ mấy đó. Và khi hết quyền đề nghị hòa thì chúng ta không được quyền đề nghị nữa, chứ không là chúng ta sẽ bị phạt vì cái lỗi cứ liên tục đề nghị đâu, chứ không phải cứ 2 3 nước đề nghị 1 lần. Tuy rằng đề nghị hòa nó có một cái tác động tâm lý rất nhiều, nên mọi người để ý rằng là sau mỗi lần đề nghị hòa thì nó giống như một lần chọc tức đối thủ này, hoặc là có thể trong nhiều trường hợp khác thì có thể là giống như là khiến cho đối thủ nghĩ rằng là mình đang sợ thế cờ đó nên mình muốn hòa, cũng có thể là như thế. Nhưng trong tất nhiên trong thế cờ này thì không phải Lâm sợ rồi, Lâm chỉ muốn hòa để bước qua vòng chung kết thôi, và muốn cho anh Minh thấy rằng là thế cờ này nó cân bằng rồi. Rồi thì chúng ta bắt đầu, cái thế cờ ở đây là một thế cờ rất quan trọng, bởi vì Minh quyết định là không, Minh không quyết định theo cái hướng đánh vào trung tâm mà Minh quyết định đánh ở cánh hậu, đó là dồn tốt lên B4 vì đã có xe nằm đây rồi. Thì đáng ra Lâm có thể chọn một cái cách mình nghĩ là thú vị hơn, đó là lên thẳng hậu B4 luôn, không cho bên trắng có cửa nào phản công bên cánh hậu nữa. Và giả sử nó ăn đây đi, chúng ta sẽ thấy rằng con tốt này đúng là nó yếu đó, nhưng mà làm sao để tấn công nó, để tấn công nó không hề dễ dàng xíu nào đúng không. Ví dụ như đó là nước A5 để có thể mở đường cho xe chạy ra đây bắt nó, chúng ta sẽ có nước xe A6. Ví dụ như xe đi qua đây, chúng ta đi thẳng lên trên B5 luôn, và tốt không ăn qua đường được vì lúc đó mất xe ở dưới. Và thế cờ này khá là cân bằng, bởi vì con tốt này nằm đây nó là con tốt yếu đúng không, nhưng mà vì trên thế cờ này không có mã để tấn công nó, cũng không có tượng để tấn công nó, thành ra là con tốt này khá là an toàn rồi. Nhưng mà là Lâm lại lên xe A6, và cuối cùng là mình ít nhất là cũng tạo ra được một cái phản công. Và bắt đầu chúng ta sẽ có một cái trận mà nói chung là ở đây bên trắng chỉ mới có cơ hội thôi, gọi là có cái áp lực nhẹ nhẹ lên thôi, nhưng mà Lâm bắt đầu khá ẩu ở đoạn này. Chúng ta thấy đơn giản này, hai con này đang tấn công con tốt B7, nhưng mà chúng ta có sẵn 2 con này rồi. Thì trong thời gian mà chờ đợi đúng không, chúng ta không biết làm gì, Lâm không 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 biết làm gì cho có ích. Và chắc đề nghị đồng chí Lâm phải xem lại cái clip về cấu trúc tốt khắc bát đi, bởi vì ở đó mình đã nói rất rõ luôn, kế hoạch của bên đen là phải khống chế cho tốt cái ô ở E4 này. Mọi người có thể xem lại cái đó đó. Và ở đây đen hoàn toàn có thể đi F5, ngoài việc là bên trắng sẽ không bao giờ có khả năng để E4 nữa đúng không. Thì cái con xe nằm đây nó có cái chuyện gì đâu mà nó phải đi đúng không. Trong ván bỗng dưng Lâm đi nước xe C7, nó có 2 điểm yếu của cái nước xe này,
Một là nó đặt con xe đen nằm trước mặt xe trắng, đối mặt, đúng không? Cho dù có con tốt nằm ở giữa, đó luôn luôn một cái dấu hiệu mình nói suốt luôn, đó là dấu hiệu nguy hiểm. Các bạn không nên làm như thế. Cái thứ hai nữa là con xe đang nằm ở E7, đang bảo vệ ô E4, nhưng mà nó đã rời đi rồi, vậy thì cơ hội để đẩy E4 là có. Ở đây là lúc đánh trực tiếp thì bạn Linh lẫn bạn Sơn luôn luôn gào thét nước E4 lên là xong rồi đó. Thế nhưng mà đồng chí Lâm, đồng chí Minh bỏ lỡ một cơ hội, bởi vì lên đây là không không thể nào đỡ được con tốt này nữa rồi đó. Đằng xa thì con vua bị ghim mà, con tốt bị ghim mà đó, không thể nào mà chạy được. Thì ở đây có đến ba quân sẵn sàng đánh bay con tốt ở đây rồi đó. Vậy là cơ hội đầu tiên đã bị mình bỏ lỡ, mình bay H4 lên. Và Lâm khá nhanh nhạy khi phát hiện ra là có thể bị E4 nên nhích con vua vào trong. Nhưng mà thật ra đi F5 thì có cái gì đâu mà phải lo về cái chuyện E4 nữa, mà thấy chưa? Ví dụ như chúng ta có thể đi những nước H5 thì sao? Bởi vì mọi người có thể sợ rằng là con tốt lên ô H5 nó sẽ khống chế ô này và con tốt F5 nó sẽ hơi yếu. Nhưng chúng ta luôn luôn thủ được. Ví dụ như hậu A8, hậu xuống đây đe dọa bắt con này, đe dọa xe ăn vào để hậu lao xuống, đúng không? Thì bên đen chỉ cần đi hậu C8 thôi là bảo vệ hết mọi thứ rồi. Hậu bảo vệ xe, hậu bảo vệ tốt. Đấy. Nhưng mà thôi, Lâm lại chạy vào vua vào và hậu đi xuống C2 đe dọa là ăn con tốt này. Lâm đi xuống hậu B8 để bảo vệ cái con xe này. Nào, ở đây mình đánh những cái nước nó khá đơn giản nhưng mà Lâm thì lại thủ không đúng nên cuối cùng là mới ra thế cờ xấu. Chẳng hạn như thế cờ này chúng ta có thể nghĩ tới cái việc phức tạp lên một tí như E4 luôn cũng được. Ví dụ ăn xong chúng ta đẩy lên đề làm được. Chỗ này con xe vừa có thể chuẩn bị ăn lại mà con tốt của chúng ta có thể là dẫn lên hoặc là ăn vào đây cũng được. Đấy, nó sẽ khá phức tạp ở đoạn này. Tuy vậy thì mình đi một nước khá đơn giản, ai cũng có thể thấy được. Hậu lên D3 đe dọa ăn thẳng vào con xe, tốt ăn lên thì xe đập xuống, đúng không? Tuy vậy cái cách xử lý của Lâm thì hơi bị dở, đó là Lâm thủ mà lại cũng nghĩa là Lâm chỉ nghĩ rằng là bây giờ mình thủ những nước nào sao cho nó an toàn là được, đúng không? Để hòa thôi, chứ nếu chúng ta phát hiện ra con hậu nằm đây đi lên, nó vừa đe dọa, nó lại đe dọa, nhưng nó điểm yếu của nó là gì, là nó bỏ lại con tốt này này, thì có thể đi hậu qua A8 gây áp lực ngược lại con tốt này. Tuy vậy thì mình trong lúc mình phân tích mình phát hiện là có một cái bẫy khá thú vị, là đó là xe xuống C3 trước này, để mà dụ cho bên đen ăn vào, ăn qua, ăn hậu vào thì sẽ bị mất xe A3 luôn, đe dọa là xe xuống dưới chú bí vì vua không chui lên được. Đấy. Tất nhiên thì khi xe xuống C3 chẳng ai bắt ăn gì cả, người chúng ta cứ đứng yên thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đấy, nhưng mà Lâm lại đi hậu D8. Đó. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là không bảo vệ con tốt B7 nữa. Và chỗ này mình đã thành công với việc nhìn ra được cái nước xe ăn B7 luôn. Đó. Tất nhiên là xe mà ăn vào B7 thì hậu lao xuống. Chỗ này có con tốt thông xa, con này tốt thì tốt yếu nên bên đen không muốn rơi vào thế trận đó. Mà bên đen lấy xe ăn lên. Và bên trắng đi hậu B3. Đó. Xe xuống A8. Đó. Và bị cái nước xe ăn đây luôn. Hậu ăn lên thì bị đối mặt. Và bên trắng ăn hậu lên D5, lời được một tốt. Thế là cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực công phá vào cái cánh hậu thì mình cũng đã lấy được cho mình một cái lợi thế, ít nhất là một con tốt ở trong cái thế cờ này. Tuy rằng chúng ta phải nên hiểu rằng cờ thành xe mà là một tốt cũng chưa thể nào chắc cú được khả năng chiến thắng của chúng ta được. Rồi xe qua bảo vệ và thế cờ này đáng ra trắng có thể đi nhẹ nhàng với nước này. Mời đợi xíu nha, mình chỉ bơ ngày nào cũng phá được. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Đáng là chúng ta có thể đi nước xe lên H5, tốt lên H5 ở đây đó, để khống chế nguyên cái cấu trúc tốt này lại. Và lúc đó con vua của chúng ta có thể lao lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và thậm chí chúng ta không cần tấn công con tốt này, chúng ta có thể lao tấn công con tốt kia cũng được. Đó, tuy vậy thì bắt đầu mình đây là một cái trận chiến nói chung là khá dài hơi,
căng thẳng đến những nước cuối, nên đây là cái đoạn gần gần cuối của trận đấu, nó khá là đuối, thì mình cũng chỉ leo vô lên bình thường đúng không? Đấy, đứng đây và chưa tìm được cái hướng chui tiếp được, vì tạm thời các lối đi đã bị phong tỏa rồi. Đó. Thì trong cái lúc chờ đợi, đáng là chúng ta chờ đợi những nước như là nước H5 rõ ràng là đẹp hơn rất nhiều luôn đúng không? Đó, sau này chúng ta còn có những nước như là F3, E4 nếu muốn. Đó, nếu muốn. Đó, mình không thể tin được là bạn mình đi nước F4 khá là nguy hiểm. Và Lâm đi nước H5 phải cẩn thận nha, mọi người có để thấy con vua suýt nữa bị chú bí. Phải nói chính xác là suýt bị chú bí, bởi vì nếu không có con xe ở đây á, Ghim là sẽ bị chú bí. Và giả sử nếu mình không cẩn thận thì có thể bị những nước như là vua lên H6 và đẩy tốt lên đây là bí luôn. Đó. Và lập tức mình phải đi E4. Và bây giờ cái ý tưởng mà đi lên đây thì không thành công được nữa, vì sau khi tốt ăn thì sẽ có đường chạy vua về. Nên Lâm ăn luôn và bay vua lên. À, đến đoạn này thì bắt đầu mình xử lý một cái cách khá hay. Về gọi là kế hoạch thì hay, nhưng mà cái chi tiết thì chưa hay lắm. Đáng là chúng ta chiếu nhẹ một cái, đúng không? Chiếu nhẹ một cái để vua chạy đâu đó đi. Đó. À, thì chúng ta bắt đầu mới sử dụng cái kế hoạch đó là đi xe về. À, chúng ta quay lại trong ván cờ thì mình đi xe về trước. À, tuy vậy thì cái hướng mà đi xe ra đằng sau á, đó là một cái nguyên tắc cực kỳ cơ bản trong cái toàn xe mà bên nào cũng cần phải nhớ hết. Thì chúng ta sẽ xem đoạn sau này Lâm thực sự là đã quá sai khi không nhớ được cái nguyên tắc này. Trong khi đó ở trận lượt đi, mình là người bị sai về nguyên tắc này, nên có vẻ như mình đã ấn tượng rất nhiều so với cái nguyên tắc xe phải nằm đằng sau tốt không rồi. Ở đây chiếu một nhát thì vua lao lên, xe lui xuống dưới thì xe đi qua. Thực ra chỗ này chúng ta không không nhất thiết phải xe đi qua ngay ở đây cũng được, nó có thể đi những nước như là vua và C6 đấy cũng được, bởi vì thực tế ra con vua nằm đây cực mạnh, nó đã bảo vệ hết ba cái ô này rồi, thì coi như con tốt nó sẽ có một đường đi. Bình thường á, chúng ta đưa xe đằng sau để đảm bảo con tốt lao lên dễ, nhưng mà con vua nằm đây coi như cũng đã đảm bảo ba cái ô này rồi. Đó, ví dụ như ở đây vua này thì nó cứ thế mà dấn lên. Đó, chẳng hạn vua dấn vào, chúng ta cứ dấn đây là coi như thua rồi. Tuy vậy chỗ này mình bắt đầu hơi sai lầm ở cái chỗ là đi vào đây đúng không? Vua xuống, xe C2 chiếu. Và mình đã nói chung là đã quá đà với con vua. Vua bay tiếp vua D7 luôn. Chỗ này là mình thấy khá là nguy hiểm, và Lâm đã chui vua tận dụng đòn tấn công này ngay. Sau đó xe xuống D1, và ở đây đáng là Lâm có một nước đi cực kỳ cơ bản thôi, đó là vua lên D5. Chúng ta thấy rằng là nếu vua lên đây thì làm gì mà bên trắng đuổi được con vua này ra ngoài cái ô này nữa. Một cái nước đi nó mình nghĩ là nó cơ bản thôi. Chặn đầu con tốt không, vậy thôi, phong tỏa nó lại. Nó không đi được thì làm gì có đường thắng. Giả sử bên kia lao ra kia bắt con tốt đi, đúng không? Chúng ta sẽ có những nước như là xe lên đây bắt con tốt này. Và nếu người ta thủ con tốt bằng con nước xe thì để lại là điểm yếu con này. Chúng ta không cần ăn ngay cũng được. Chúng ta lao xe chiếu phát đã để bảo vệ con tốt của chúng ta ở dưới. Sau khi vua chạy xong chúng ta ăn đây. Thì con vua này cũng khá gần ở đây rồi. Nên thế cờ này chưa biết được ai ăn ai đâu. Đó. Tuy vậy thì Lâm lại không đi vua vào cản mà lại đi xe ra A2. Thật là lạ lùng khi Lâm để cho bên trắng cứ thế dính tốt. Đấy, cứ thế dính tốt. Đó. Và chỗ này mình cũng nhiều lúc đi những nước mình nghĩ nó kỳ cục luôn á. Đó. Đó, đoạn này có thể là mọi người bắt đầu thấm mệt rồi. Thực sự là bây giờ đã là nước thứ 56 rồi. Thì chỉ đơn giản thôi, vua đi xuống. Bây giờ làm sao mà bên đen cản được hai con tốt là đi xuống đây nữa, là mình cũng chưa hình dung là được. Ví dụ như vua áp sát thì cứ dẫn tốt đây thôi là xong rồi, bởi vì con vua này, cái con vua đen nó sẽ là cái nơi để mà giúp cho con vua trắng nó trốn. Giả sử như xe qua đây cản không cho chạy ra ngoài đúng không, thì chúng ta trốn qua cái này thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà mình bắt đầu phức tạp hóa mọi thứ lên, xe chiếu vua chạy xuống, vua né ra, bắt đầu Lâm cứ thế chiếu. Đấy, che lại xe chạy đây, dẫn tốt xuống, sắp thắng đến nơi rồi. Đoạn này mình thấy sắp thắng đến nơi rồi, và những bạn kia gần như bạn nào cũng kêu là thôi thắng rồi. Và thực sự là đoạn này mọi người Linh với bạn Hùng Sơn đó, kêu là thắng rồi. Thì bỗng dưng
xe ăn H5. Bạn Linh cũng phải nhắn tin cho mình kêu sao lạ thế. Lạ thật đấy nhé, bởi vì có một cái nước đơn giản nó xe qua đây che thôi là xong rồi, mọi người thấy không? Đấy, bây giờ chuẩn bị xuống phong hậu về nếu ăn ăn thì vua đi vào thì vua C6 bảo vệ thôi. Thế cờ tàn này thì chắc chắn ai cũng biết phải thắng như thế nào rồi chứ, đúng không? Rồi thì Minh bỗng dưng ăn còn tốt, rồi bên kia lao lên, thế là chắc chắn là con tốt này sẽ mất rồi đó. Rồi chiếu một cái chạy xuống, rồi bắt đầu Minh phải đi lượm tốt lại rồi chiếu đó. Thì chỗ này đáng ra Minh chỗ này thì thực sự là phức tạp, vì thường thì chúng ta sẽ nghĩ tới việc là chúng ta đi sang bên này, nhưng mà đó không phải là một cách đúng. Chúng ta nên đi sang zig zag sang bên này thì sẽ đúng hơn. Tại sao? Mọi người có thể nhìn này, vua đi vào D5 đúng không, chiếu vua đi vào E4 thì chúng ta làm gì? Con tốt này chết chắc chưa, nó nằm trong tay bên đen rồi mà, thì con nào chết chắc rồi thì đừng có ăn vội, bác con vua qua đến F7 là xong, thấy chưa? Và bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn được con tốt này nữa thì ba con tốt này khả năng cao là sẽ không thể nào đánh lại hai con tốt được, hoặc nếu có thì cũng phải cực kỳ khó khăn. Mọi người nên nhớ là tốt cùng cánh mà chỉ hơn một tốt thôi. Đó, chẳng hạn như 3-2, 4-3 thì rất khó thắng. Rồi thì tự nhiên Lâm ăn bằng con vua, thế thì bỏ mất con tốt là bằng G7, một nước thật là lạ lùng luôn. Rồi thì chỗ này cũng lại là một cái thế cờ quá dễ thắng cho bên trắng nữa, nhưng bắt đầu bên trắng có những cái suy nghĩ nó lạ lùng, để rồi ván cờ nó đi vào những thế cờ cực kỳ hài hước luôn mọi người. Ở đây, đây là cái thế cờ này nè. Đây là thế cờ mình muốn nói. Thế cờ này bên trắng thắng như thế nào? Bên trắng thắng đơn giản lắm, nhấn tốt xuống. Để làm gì? Để mở đường cho vua chua phía trong. Vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Và khi vua vào được G6 rồi thì cờ này thắng chắc. Ví dụ như, đợi đi, chúng ta đi lên vua. Đợi đi, chúng ta sẽ đi G5. Và ăn thì chúng ta không thèm ăn lại làm gì, đi thẳng đến G6 rồi thắng luôn. Đấy, thế thôi. Đúng không? Chuẩn bị đe dọa chưa hết nè. Chuẩn bị dẫn tốt xuống đây là nhiều cách lắm. Tuy vậy thì bắt đầu Minh không nhìn ra được hướng thắng. Minh không cảm thấy nữa, Minh không nhìn ra được hướng thắng và Minh bắt đầu sử dụng một kế hoạch thực sự là nguy hiểm. Minh mới vòng con vua ra ngoài để Minh dẫn con tốt lên. Và thật cái thế cờ này nè, đó là con tốt, hai con tốt nằm ở cột F với cột H đó, đó là thế cờ hòa, trong lý thuyết là thế cờ hòa. Nhưng trong thực tế thì mọi người không biết cách thì vẫn thua thôi. Đấy, hai con tốt F và H nó hòa là bởi vì nó không liên kết với nhau, và đặc biệt khi con vua mà đã nằm trước mặt tốt rồi thì rất khó để đẩy con vua nó ra khỏi vị trí. Chỉ cần nhớ một điều, nếu con xe chỉ cần chui đằng sau thôi. Đấy, nhưng mà Lâm lại chọn đằng trước. Đấy, Lâm chọn đằng trước. Rồi, đe dọa đổi xe, Lâm để đằng trước, đúng không? Lên xe giữ, Lâm vòng ra đằng sau, nhìn đi đây có vẻ như vòng ra đằng sau đúng không? Có vẻ hay rồi đó. Còn chỗ này làm gì? Chui thẳng xuống dưới B1. Đâu có nước nào mà đỡ đâu, ví dụ dẫn tốt lên thì sẽ bị chiếu mất tốt. Còn nếu mà dẫn xe xuống để mà che, chúng ta cứ ăn con tốt thì thôi. Và nếu dẫn tốt lên đó thì quên, nó ăn thì bị thua, sao đi để chúng ta chiếu trước đã, đúng không? Đó, rồi nếu mà xe qua tre chúng ta đi qua đây, bởi vì tốt mà dẫn lên đó thì vua sẽ áp sát được, và bây giờ con vua nó không thể nào nhích ra ngoài được để cho xe bảo vệ được. Đấy, vậy thôi, cờ cứ thế là hòa. Tuy vậy thay vì chui ra đằng sau giống như là một cái lời khuyên đơn giản nhất, đúng không, nhưng mà Lâm lại chui đằng trước. Đấy, và cứ thế đứng chiếu, có cơ hội đi xuống lại không đi, lại chui đằng trước và xe đi qua đây. Bây giờ là cuối cùng là một cái nước làm cho Lâm thua, đó là xe H8. Tại sao lại không thể nào đi đằng sau là tốt thông nhỉ? Xe B1 đằng sau tốt thông luôn luôn là hoàn, nhưng mà Lâm lại chui đằng trước và vua H5, xe H7, xe F3, xe H8. Đến đây Minh chỉ đơn giản là đi con xe ra xem bên cạnh thôi là thắng rồi. Ví dụ như đi qua đây, vua ăn chạy xuống dưới này để làm gì? Để cho con tốt nó có thể đi lên được. Ví dụ như vua đi xuống dẫn lên, và bây giờ mình chỉ cần te lấy con vua đi xuống là xong rồi. Đấy, chẳng hạn như vậy.
rồi đi vô qua đây, à đi xe qua đây để đi xuống dưới là phòng họp rồi. Đấy, nó đơn giản nhưng mà mình vẫn bối rối và lên xe F4. Bên kia thì cứ chắc mồm là cờ hòa nên lại đi xe lên bên này qua đây thì ăn à. Và chỗ này đơn giản đi xuống đây là xong rồi, chứ có gì đâu mà khó khăn trời, đúng không? Xe xuống đây rồi xe bắt buộc phải chạy xuống dẫn lên đây xong luôn. Nước tiếp theo nữa là vua bảo vệ tốt rồi xe dẫn lên là xong. Nhưng mà mình lại chiếu rồi chạy, chiếu chạy vua đi ngang qua khó hiểu luôn. Chiếu và đỉnh điểm là một cái nước cờ khủng khiếp, gọi là một cái sai lầm khủng khiếp luôn, đó là vua G6. Lúc đó ai cũng phải há hốc miệng luôn á, bởi vì thế cờ hòa đặt rồi, một nước bắt buộc sẽ ăn thẳng H6, vua ăn qua hoàn toàn có thể kết thúc. Lâm có thể bước vào trận chung kết một cách nhẹ nhàng rồi. À, tuy vậy thì bạn ấy muốn tăng độ khó cho game, bạn ấy chạy xe tít ra ngoài A8 rồi chiếu. Lâm bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hòa đoạn này nha. À, vua đi xuống xe A1, bắt đầu bây giờ mới chui xuống dưới hàng cuối thì chỗ này cũng thua rồi. À, chỗ này chỉ cần chỗ này bắt đầu Minh lại hành động rất là lạ lùng. Nói chung là cái đoạn sau á hầu như ai cũng hành động không được bình thường cho lắm. À, chỗ này chỉ việc dẫn tốt lên thôi rồi làm sao giữ được đây. Ví dụ như chiếu chạy vô của F8, xe qua đây thì chúng ta đi vua qua đây, và nếu đợi một nước thì đừng có mắc sai lầm là dẫn xuống phần hậu nha, bởi vì nó sẽ là hoàng cờ đấy. Và chúng ta nhẹ nhàng đợi xe một nước thôi là xong rồi đấy. Nhưng mà thay vì dẫn tốt lên phong hậu thì mình tự nhiên đi vua G8. Tuy vậy thì vua G8 cũng không có chuyện gì cả, vẫn có thể thắng được bởi vì che được mà đấy. Chỗ này dẫn tốt lên đó. Hoặc là có thể dẫn xe ngược lại đây cũng được đó, thì tự nhiên mình đi vua vào H8 khá lại. Ở bên này cờ này là cờ hòa rồi, thực sự thấy cờ này là hòa rồi, vì vua không thể nào đi ra được. À, không có cách nào để vua đi ra được hết, vì con vua này nó nằm sát đây lắm rồi, xe thì lại nằm đằng sau tốt nữa, nên liên tục là các nước chiếu qua lại là hòa thôi. H7 và vua E7, đoạn này là hòa đặc rồi, không còn gì để nói nữa. Xe qua đây rồi vua áp sát hòa, không còn gì để hòa, thì bỗng dưng sau một nước chiếu đi xuống F8 là xong rồi, mọi người thấy không? Rồi làm sao mà có thể thoát ra được? Chúng ta sẽ cứ đứng ở đây mãi mãi và con vua của bên trắng không thể thoát ra được. Thì Lâm đi vua F6. Ồ, ván cờ kết thúc. Đoạn này thì không còn cái gì để giữ nữa rồi. Vua qua xe dẫn lên rồi, phòng hậu. À, ván cờ kết thúc ở nước thứ 107. Tuy rằng là đánh nữa đến 140 lần. Đó thì mình hy vọng là cái ván cờ này mang lại cho các bạn rất nhiều cái bài học, đặc biệt là trong cái cờ tầng C. Và đoạn đầu tiên cái cách dồn ép vào cánh hậu, tấn công vào những điểm yếu, đó là một trong những cái cách đánh khá khó chịu để mọi người có thể đỡ, không? Để mọi người có thể sử dụng gây sức ép lên đối thủ. Nó chỉ là những khi tấn công cánh hậu thì nó chỉ là liên quan đến những đe dọa và những con tốt yếu, những cái đe dọa thực sự cơ bản thôi, nhưng mà rất là khó chịu đó, chứ không cần phải đao to búa lớn như cái cuộc tấn công cánh vua. Tấn công cánh vua thì các bạn mình nghĩ luôn luôn thích, bởi vì nó rất hoa mỹ luôn, lúc nào cũng khí ầm hết nha. Rồi bây giờ thì chúng ta bye bye, hẹn mọi người tối nay nha. Đó sẽ có trận tie break, Lâm với mình sẽ phải đánh 2 trận 15 phút không cộng để lựa chọn ra ai là người vào vòng chung kết. Giờ thì bye bye thực sự rồi nha.